nghị IATA diễn ra khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, đó là đáp án B, bước vào giai đoạn kết thúc. Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế? Đó là đáp án A, trật tự hai cực IATA sụp đổ. Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 là gì? Đó là đáp án A, trật tự thế giới hai cực IATA. Một trong những mục đích của Tổ chức Liên Hợp Quốc là, đó là C, duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc là, đó là D, giải quyết các tranh chấp, xung đột quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ 20, quan hệ quốc tế, quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô là, đó là A, đối đầu. Việc Mỹ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh tháng 12 năm 1939 không xuất phát từ, đó là A, việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh, đó là đáp án B, sự suy giảm thế mạnh của cả hai nước trên nhiều mặt. Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, Mỹ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào? Đó là D, đơn cực. Một trong giai đoạn sau chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh quân sự, các quốc gia đều tập trên thế giới để tập trung vào, đó là A, phát triển kinh tế. Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai gì? Đó là C, bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 46-50? Đó là đáp án B, nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực tự cường. Nhận định nào dưới đây về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ 20 là đúng? Đó là đáp án D, tích cực tiến bộ. Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học kỹ thuật nào dưới đây? Đó là C, chế tạo thành công bom nguyên tử. Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 91 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở, đó là A, châu Á. Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai? Đó là đáp án B, ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở khu vực nào? Đó là đáp án D, Đông Phi. Tháng 8 năm 67, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào? Đó là đáp án D, liên kết khu vực. Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai? Đó là đáp án B, diễn ra liên tục sôi nổi với các hình thức đấu tranh khác nhau. Một trong những mục tiêu chủ yếu của phong trào của Mỹ trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu là gì? Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở khu vực nào? Đó là đáp án D, Đông Nam Á. Tháng 8 năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN được thành lập là biểu hiện của xu thế nào? Đó là đáp án B, liên kết khu vực. Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi và sau chiến tranh thế giới thứ hai? Đó là đáp án B, diễn ra liên tục sôi nổi với các hình thức đấu tranh khác nhau. Một trong những mục tiêu chủ yếu của Mỹ trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu là gì? Đó là đáp án A, làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, Tây Âu đã trở thành, đó là đáp án D, một trong ba trung tâm kinh tế tài chính thế giới, từ kinh tế tài chính. Nhân tố hàng đầu dẫn tới sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 52-73 là, đó là đáp án C, con người được coi là vốn quý nhất, là chìa khóa của sự phát triển. Từ những năm 52 đến năm 60, tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào? Đó là đáp án B, có bước phát triển nhanh. So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, sự phát triển của Liên minh châu Âu EU có điểm gì khác biệt? Đó là đáp án D, diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực. Việt Nam có thể
rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? Đó là đáp án A, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật. Quốc gia khởi đầu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là, đó là D, đáp án Mỹ. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ, đó là đáp án A, sự đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống và sản xuất. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại đã và đang đưa loài người chuyển sang thời đại văn minh, đó là đáp án D, văn minh trí tuệ. Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20 trên thế giới xuất hiện xu thế, đó là đáp án D, toàn cầu hóa. Vì sao toàn cầu hóa là xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược? Đó là đáp án D, hệ quả của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, bản đồ chính trị thế giới thay đổi to lớn và sâu sắc, chủ yếu là do, đó là đáp án C, thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. Yếu tố tác động đến xu hướng liên kết kinh tế trên thế giới nửa sau thế kỷ 20 là, đó là đáp án C, sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại. Đây là 32 câu hỏi của lịch sử thế giới lớp 12. Xin chào đầu tiên.